Bà xã, trong toilet hết kem đánh răng rồi kìa. Em để ở đâu vậy? Đây là cái gì đây? Chân tướng sự thật tai nạn giao thông 6 năm trước đã đưa cho em rồi mà. Cái gì? Đưa cho em rồi à? Tại sao tin nhắn này lại chỉ gửi cho em và anh vậy? Tại sao? Mình à? Cuối cùng sự thật tai nạn của 6 năm trước là gì đây? Anh à, có chuyện gì em không biết không? Không có chuyện đó đâu. Cái đó là có người cố tình quậy phá chúng ta thôi. Không có sự thật gì cả, tất cả anh đều nói là sự thật. Đừng có nói dối nữa. Anh đang nói dối sao? Những lời nói với em toàn là những lời gạt em. Mình à, nói đi, đó là sự thật gì? Em còn xin anh đó, đó là sự thật gì hả? Thật mà, tất cả anh nói đều là thật em à. Bà xã, em phát hiện người cất rượu trên quốc lộ, người đó là em. Nói dối? Anh lại nói dối rồi. Không lẽ anh không biết sự thật sao? Anh không biết sao? Không biết. Anh không biết. Thật sự là anh không biết. Em đã sợ đến xác nhận rồi. Em là Lý Ngôn Tú. Cái gì? Chỉ cần điều tra vân tay thì rất nhanh để biết sự thật. Tại sao lại giấu em 6 năm? Tại sao? Em một lòng tin anh. Nhìn trên thế giới này, em tin chỉ mình anh thôi. Không biết là con của ai. Mất trí nhớ đối với em mà nói, anh chính là thượng đế của em. Đối với em mà nói, anh là tất cả của thế giới này. Nhìn trên thế gian này, người gạt em, phản bội em, dùng lời nói dối, xem em như là kẻ ngốc. Mình à, trong 6 năm qua anh đã làm gì với em hả? Em hỏi anh. Mình à, bỏ ra đi. Bây giờ em cảm thấy sợ anh. Mình à, đây là món gì? Có phải là món kẹo trộn không? Đây là món tôi thích ăn hả? Chính là như vậy. Lúc đó tôi đã ăn qua mùi vị này hả? Có phải là do bà làm không? Không phải tôi làm đâu. Là thượng tử làm đó. Tài nghệ của thượng tử vẫn là giỏi hơn. Cỡ từ nhỏ đã bắt đầu học rồi. Chỉ cần làm một cái là ăn rất là ngon. Chỉ cần thêm gia vị. Ngược lại, khi cô ấy ra tay, không ngon cũng sẽ thành rất ngon đó. Tôi rất là nể phục. Ông không biết sao? Đang ở đây, bà nói món này làm cái gì? Coi bà nói cái gì? Ông đúng là... Tôi nói sai sao hả? Tôi... Tình cảm như vậy là tốt rồi. Đây, thử món này đi. Tôm rất ngon đó. Không. Nó không được ăn tôm đâu. Nó ăn vào sẽ bị dị ứng đó, cho nên nó không ăn đâu mà. Ôi trời, vậy hả? Thằng cháu tôi nó cũng vậy đó. Ồ, cháu bà cũng vậy sao? Chúng tôi vì nó không ăn tôm, thêm cái ông già này nữa nè, cũng rất là dị ứng với lại trái đào đó. Cho nên chúng tôi lâu lắm rồi không có ăn đào. Không biết là di truyền gì nữa đây. Ôi trời, đó làm sao mà do di truyền được? Trong nhà chúng tôi không có ai bị dị ứng hết đó. Chỉ có thằng cháu tôi là nó như vậy thôi. Đúng vậy, con nít có cái nó không có ăn được. Đúng là thật đau lòng. Ôi trời ơi. Ai đúng rồi, hiếm khi chúng ta được gặp nhau như vậy. Còn nói chuyện con cháu nữa chứ. Tôi thấy thật là vui đó. Được gặp như vậy cũng là do duyên phận. Sau này, con nhất định xem bác như là mẹ của con. Ôi trời ơi, không phải vậy. Ôi trời ơi, mẹ của bạn thì xem như mẹ là đúng rồi. Nè, con phải đối xử tốt với bác ấy đó. Cho ông nè. Cảnh sát chờ nói là phải đợi. Phải làm sao đi? Bà Tuấn Hy,
rốt cuộc đang giấu mình chuyện gì chứ? Rốt cuộc là gì đây? Chính quân à, con đưa bác ấy về đi. Chạy xe cẩn thận nha, hả? À, vậy đi từ từ đi, hả? À, dạ. Đi thôi. À. Hey, xem ra Thuận Tử chịu không ít cực khổ rồi. À, đúng vậy. Hey. Nhưng mà ông rất thân với Thuận Tử sao? Sao? Vừa rồi tôi thấy ông rất là đau lòng. Nhưng mà bạn của tôi chịu khổ, tại sao ông lại đau lòng chứ? Ông với Thuận Tử có quan hệ gì hả? Sao? Có quan hệ gì sao? Nói dơ dẫn cái gì vậy? Ồn ào chết được. Lúc trước khi chúng tôi làm ở công ty đó, không có người đàn ông nào mà không viết thư cho Thuận Tử hết. Ông cũng là một trong số đó phải không? Bà thôi đi. Cần trên anh giới cho kỹ đi. Thuyết phục lên trên cựu trời khỏi xuống. Đi ra nước ngoài, ở nơi nào càng xa càng tốt. Chỉ cần trời khỏi, sẽ cho họ số tiền đủ để cho họ có thể sinh sống tốt quãng đời còn lại. Trấn cũ sẽ làm những gì anh ấy muốn làm. Sẽ không gây lợi tụi đâu. Không biết dù thủ đoạn gì hay cách nào cũng phải giải quyết. Vợ của anh vì sảy thai mà nhập viện. Mặc dù mua bán cũng không tệ, nhưng mà bởi vì gánh nặng quá lớn, đến nợ tháng này còn không trả nổi. Bây giờ nhà còn phải làm thế chấp. Cuộc sống của con người thật là mệt. Những điều tôi nói hoàn toàn đúng, có phải không? Cần Triết, anh hãy nhanh chóng sớm để cả nhà Trân Cửu rời khỏi đây. Không biết là dùng thủ đoạn hay cách gì. Nếu như có thể làm được như vậy, thì cuộc sống của anh sẽ an nhàn hơn. Con đưa bác tới trước cửa nha. Ờ, không cần đâu. Xe này mà vào trước nhà bác là sẽ không ra được. Con mau về đi ha. Dạ, dạ bác đi cẩn thận. À, được rồi, cảm ơn con. Ngô Du Tình. Ngô Du Tình. Ờ, chào anh. Cô đang muốn đi đâu vậy? Ờ, không có. Ờ, trời vừa mới mưa xong, cho nên sẽ rất lạnh. Hay là cô mặc áo của tôi đi. Không cần đâu. Trời đang rất là lạnh đó. Cô có muốn uống trà nóng hay không? Ừ, mẹ Tuấn Hy đâu? Đi đâu rồi hả? Dạ, đi ra ngoài rồi. Vừa mới ra ngoài thôi mẹ. Đi ra ngoài? Tại sao? Hai con cãi nhau sao? À, dạ không. Đúng rồi, Tuấn Hy đang ngủ trong phòng của mẹ. Con ra ngoài một lát nha. Ờ, được rồi. À, nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chuyện là thế nào? Từ khi đến Seoul, hai con luôn im lặng như vậy, hơi chút là cãi nhau. Tóm lại là có chuyện gì hả? Không có gì đâu mà. Con đi ra ngoài đi. Rốt cuộc hai đứa nó có chuyện gì chứ? Đó giờ người không biết cãi nhau. Là chuyện...
Chẳng lẽ là vì tiền sao? Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Không có gì. Cô có chuyện gì lo lắng à? Không có chuyện gì đâu. Tại vì có chuyện buồn cứ dồn đến thôi. Cũng quên luôn mặc áo lạnh rồi. Không có tiền cũng rất là vô vọng. Rất may là đã gặp phó xã trưởng như anh. Rất kỳ lạ. Mỗi lần gặp khó khăn thì anh lại xuất hiện. Giống như là... Đúng vậy. Cũng thật là trùng hợp. May là tôi giúp được khó khăn của cô. Cảm ơn anh. Cô cứ ngồi đi. Hay là tôi về trước. Cô hình như là rất muốn ở một mình. Ý tôi là như vậy. Xem như là chưa thấy vậy. Tôi đi trước đi. Cô hãy cứ ngồi một chút đi. Trước khi đi cần gọi thêm một ly trà hương thảo. Trà hương thảo rất là tốt cho an thần. Vậy nha. Mẹ Tuấn Hì đâu, tìm thấy chưa? Con ngồi xuống đi. Trễ một chút là có cãi nhau rồi mẹ. Nói sẽ ra ngoài cho thoải mái tinh thần, rồi sẽ quay về liền mà. Không phải, cãi nhau đi chăng nữa cũng phải. Người có coi rồi như vậy còn đi ra ngoài sao? Ở quán cà phê trước nhà. Nói uống trà xong sẽ về thôi. Cho nên mẹ đừng lo lắng, hả? Mẹ cứ đi ngủ trước đi. Biết rồi. Sợ con lo lắng mới vào đây thôi. Nhưng mẹ, Tuấn Huy dạo này hơi quá. Thật ra là có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà luôn về tối mà không liên lạc được nữa? Nuôi con nhỏ như vậy có được không chứ? Bỏ con không lo. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Mẹ à. À, biết rồi. Thật là đau lòng quá đi mà. Ôi trời. Ôi.
Rốt cuộc hai người họ bắt đầu từ khi nào? Từ khi nào chứ? Khương Chính Quân. Rốt cuộc sự thật chuyện là gì vậy? Đúng là có sự thật gì không? Không phải là tai nạn ngẫu nhiên sao? Cuối cùng là chuyện gì chứ? Ngân Tú, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cuối cùng là sao đi? Buổi tối hôm nay sao lại chỉ muốn ở ngoài một mình? Ngân Tú, mẹ, con xin lỗi. Hôm qua mấy giờ về? Dạ, hơi trễ một chút. Con sao vậy? Tóm lại có chuyện gì vậy hả? Đi là tính tối mới về, thường xuyên ra ngoài luôn. Dạ, con xin lỗi. Con giúp vậy không phải như vậy mà. Giờ sao vậy? Có gì con không hài lòng sao? Mẹ, không phải như con vậy. Con có người khác bên ngoài sao? Mẹ, sao mẹ có thể nói vậy? Là mẹ nghĩ nhiều. Hả? Con chẳng phải sống hạnh phúc như đôi Uyên Ương sao? Suốt ngày cãi nhau, không ngủ chung, trấn cũ câu tôi ra ngoài tìm con, không biết là con ở đâu. Mẹ, không phải như vậy đâu. Ba Tuấn Huy với con có chuyện không thể nói được. Là chuyện gì không thể nói với nhau được hả? Rốt cuộc là có chuyện gì để chồng con lo âu phải nhìn sắc mặt con hay sao? Mẹ nhìn một câu cũng không nói gì. Bây giờ phải nói rồi đó. Mẹ, con không phải không biết nhà chúng ta nghèo hay sao? Cũng biết trấn cũ không thể kiếm tiền được mà. Con biết rồi. Nên bây giờ cảm thấy chồng không có tài nên con ghét có phải không? Hả? Nên dạo này tránh mặt chồng của con. Từ khi đến Seoul trong mắt con người đàn ông bản lĩnh nào phải không hả? Mẹ, sao lại nói như lời như vậy? Rõ ràng biết con là người như thế nào mà. Biết con là người như thế nào mới như vậy đó. Biết nên mới bị con ghẹt tới mức như vậy nè. Xin lỗi mẹ. Mai mốt con sẽ nói với mẹ. Sau này còn sau này nữa sao? Trấn cụ rốt cuộc làm sai điều gì mà như thế này hả? Để nó đợi suốt cả đêm, giờ ra khỏi nhà tới tối. Mẹ rất xem trọng con, nhưng nghĩ sao cũng phải cảm thấy mẹ nhìn sai người rồi đó. Sao con có thể để mẹ thất vọng như vậy chứ? Sao con có thể làm như vậy? Vào đi. Thế Nhiên hả? Thì Trai đang ở trong phòng làm việc, em cứ tưởng không có ở đây chứ. Hôm qua sao anh không nghe điện thoại? Gọi về nhà bố mẹ anh thì nói anh chưa về. Rốt cuộc là anh đi đâu vậy hả? Xin lỗi, là anh đi gặp người bạn của anh. Bạn sao?
Nói sao đi cũng hơi quá đáng đó. Nhưng mà em qua công ty có chuyện gì? Đem tới mẫu cơm hộp rồi. Nhóm khai phát hôm nay không thấy cơm hộp của chúng ta cùng giá cả và phân loại đơn thức ăn, cần tiến hành đánh giá. Là lần này Bùi Thế Nghiên dựa vào đánh giá mà quảng bá, phân biệt mẫu mã mà làm. Đây là quán bình dân dùng, còn kia là siêu thị dùng. Đó là định đơn dùng, rất là cao cấp đó. Quả là không tệ ha, mẫu mã cũng rất tốt. Thử trước đi rồi mới cho đánh giá nha. Còn phải tham khảo tư cách. Đây là quán bình dân dùng, giá là 5.800 đồng đó. Ai mà dám ở tiệm tiện lợi mua 5.800 đồng một hộp cơm hả? Thế như vậy ăn ở khách sạn không tốt hơn sao? Cơm của Hoa Lệ phải không? Những thứ này em làm sao mà đưa đây? Một mình đi không được đâu. Hôm qua một giấc ngủ cũng không ngủ nữa. Không đâu, em làm được rồi. Chị dâu, để em đưa đi cho. Muốn gửi đi đâu vậy? Quán ăn Vạn Phúc. Hả? Hả? Quán ăn Vạn Phúc sao? Sản phẩm của Vạn Phúc là nhóm khai phá cần trước 1 giờ đó. Quán ăn Vạn Phúc. Chú Út à, làm phiền chú nha. Cảm ơn chú. Tiện thể cũng ra ngoài mà, chuyện nhỏ thôi, chị đừng có lo lắng nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Được rồi, cảm ơn chú. Đại cứu, em đi một mình có được không? Dạ không sao đâu. Anh, sao lại cãi nhau chị dâu vậy? Tối qua trong phòng ngủ em nghe được đó. Từ trước tới giờ hai người đâu có như vậy đâu. Sao giờ hai vợ chồng lại cãi nhau vậy? Sau khi tới Seoul nó thấy hai người cứ cãi nhau suốt. Em đừng có lo, anh biết tìm cách giải quyết. Anh đi ra ngoài đi. Có gì nói với em không? Không có đâu. Mặc kệ em nghĩ sao cũng không quan trọng. Anh muốn nói với em một câu, chuyện gì anh cũng không biết, trừ những chuyện mà anh không thể nói ra. Anh à. Không biết là em tin hay là không, vẫn là sự lựa chọn của em. Có nói thì anh cũng không có gì để nói. Anh à. Lần trước nói người giống hệt Lý Ngân Tú đó. Không phải là giống nhau mà là Lý Ngân Tú đó. Không sai, nhưng mà người đã chết 6 năm trước, làm sao không cảm thấy kỳ lạ sao? Trưởng phòng à? Nghe đây, trưởng khoa dân của mình. Tôi cảnh cáo cô, hãy cẩn thận cái miệng. Nếu còn nói những chuyện bậy bạ lần nữa, tránh không khỏi bị thương đâu. Không có chuyện gì đừng có ra mặt. Trưởng phòng à, cảm thấy tôi giống người không lo ngồi ở đó sao hả? Tất cả không biết tiền đồ của cô Lý Ngân Tú sao? Cho nên đừng có tùy tiện mà ức hiếp người ta. Nói với người nghe hiểu rõ mà nói đi. Vẫn còn tôi sẽ giữ tốt miệng của tôi thôi. Anh đừng bận tâm mà. Đừng cười, xem tôi là ai chứ. Cái gì? Lý Ngân Tú chết rồi sống lại hả? Có liên quan tới ai chứ? Tuy là chuyện đó là không nên biết, nhưng càng nghĩ càng tức. Không phải tôi là Lý Ngân Tú sao? Dám ức hiếp tôi hả? Đừng cười thiệt. Cho hỏi, sản phẩm của thực phẩm Vạn Phúc tổ khai phát ở đâu vậy? Sản phẩm tổ khai phát sao? Dạ. Đi theo tôi. Cảm ơn cô. Cứ để ở đây đi. Dạ. Chào. Tổ trưởng của chúng tôi đợi ngày này lâu lắm rồi. Cực khổ cho anh quá. Để tiền trên bàn mà đi đâu mất tiêu rồi. Lỡ đây. Tiền của cậu đây. Đi thông thả nha. Tổ trưởng đi đâu rồi hả?
Tổ thị trưởng có hội nghị rồi, một chút nữa sẽ về ngay thôi. Nè anh. Bà gì? Không không, tiểu thư. Tiểu thư là ý gì đây? Nhưng mà tới đây có việc gì sao? Không phải tới tìm tôi hả? Ôi trời, coi anh kìa, bây giờ tìm tới tận phòng làm việc bà sao? Bà điên hả? Tôi đến đây kiếm bà làm gì hả? Đúng là nực cười mà. À, vậy là tài xế như anh tới đây có việc gì sao? 3 ngày không có người uống say lấy gọi taxi hả? Có đúng không? Ôi trời, hay là anh vẫn giữ lại? Có phải là đối với tôi có hứng thú đúng không? Sao lại biết chỗ này chứ? Ôi, đúng là tức chết mà. Bà gì ơi, bà giữ cái gì? Có hứng thú cái gì hả? Tôi... Nè. Vì tôi có việc mới đến đây thôi. Là chuyện của tôi. Bây giờ... Nè, tôi mới đúng đó, anh coi tôi là gì hả? Hơi, thanh niên gần đây rất là có gan đeo bám theo người ta. Nè, tôi nói nha, đừng có làm cái ăn trộm nữa. Anh đi chỗ khác mà hỏi thăm đi. Đúng là nực cười mà. Thật là khó chịu quá đi. Đúng là nực cười mà. Ôi trời. Đúng là đồ điên mà. Nói gì vậy? Dạo này khả năng làm việc của thanh niên vẫn là y như vậy mà. Cái gì vậy? Không có, gặp xong một người thì tức muốn chết đây nè. So với tôi còn nhỏ tuổi rất là nhiều đó, còn tìm tới công ty của chúng ta. Sao lại biết tôi làm ở đây chứ? Phiền chết đi được à. Là ai chứ? Ai mà không có mắt hả? Chắc là không có mắt rồi. Nè trưởng khoa Dương. Đúng rồi. Cơm hộp. Cơm hộp ở đây nè. Là thứ tổ trưởng đã đợi rất lâu đó. Phải không? Là cái này hả? Cho tôi xem coi. Cái gì? Anh đang nói chuyện gì vậy? Để tôi cứu anh. Nếu anh xem tôi là bạn, anh phải nghe lời tôi. Đưa người nhà rời khỏi Seoul đi. Cần Triết anh là một người. Nói thật, tôi cứu anh và Bảy Tấn Hy hai người là đã rơi vào cái bẫy của Đại Thành. Suýt chút nữa thì anh đã gây ra chuyện rồi. Suýt chút là mẹ Tấn Hy bị xe đụng chết rồi. Là anh nhanh ta mới cứu sống được. Anh có thừa nhận như vậy không? Phải như vậy không? Cho nên để trả ơn cứu mạng của hai người, anh hãy giúp tôi. Nhưng mà tại sao lại bắt tôi rời khỏi Seoul chứ? Tôi đã giúp anh điều tra. Đại ca Đại Hành đã đến tìm tôi. Mình bắt tôi, không biết là ai. Nói nếu anh biết mất chỗ này, rời khỏi Seoul, cái gì? Sẽ cho tôi một tiệm bánh và ở chung cư nữa. Cho anh và cả nhà số tiền có thể sống cả đời. Có thể là ở mức 10 tỷ đồng đó. Không biết là bao nhiêu, nhưng có thể là rất nhiều. Anh cũng biết là vợ tôi vì sẻ thai mà phải nằm ở chung cư nhỏ xíu như vậy. Mà giá thuê vẫn tăng, mỗi tháng thì phải đóng thuế. Ở tiệm thì cũng không phải là dễ. Cho nên anh đã đủ chưa? Tôi không muốn nghe nữa. Bây giờ tôi có gì? Tôi đi đây. Tại sao anh không nghe như vậy? Hả? Tại sao? Anh giúp tôi một lần đi. Chỉ cần anh quyết định, anh và tôi, mẹ Tuấn Hy sẽ sống rất tốt. Tại sao không đồng ý vậy? Cần Triết anh. Đúng. Tôi điên rồi. Tình hình bây giờ có thể là bán đứng bạn bè, cũng có thể là bán đứng lương tâm của tôi. Vợ và đứa con chưa chào đời đang nằm trong bệnh viện. Tôi bây giờ không thể suy nghĩ trai nữa hết. Cần Triết à, nếu anh không thể nói thì tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói với mẹ của Tuấn Hy. Nói nếu không rời khỏi Seoul thì nói với em sự thật tai nạn 6 năm trước. Cho nên mới nói em rời khỏi Seoul không? Sợ em biết sự thật đó sao? Dạ alo. À trưởng phòng à. Cơm hộp lần trước thế nào rồi? Dạ đúng rồi, tôi phải gọi điện mới đúng chứ. À, muốn đặt thêm sao? Có phải là sở nghiên cứu Seoul không? Có thật không vậy? Đương nhiên là được rồi, tôi có thể làm mà. Muốn 30 cái sao?
À, được, tôi sẽ làm. Được, vậy tôi gọi sau nha. Dạ, được rồi. Nếu 30 cái, sẽ là 21 dạng. Ừ. Nếu với trình độ đó thì đúng là rất giỏi. Đúng vậy. Nếu mà dùng nhiên liệu khác thì đơn giá sẽ giảm luôn đó. Nếu như với trình độ đó, vậy có thể kiếm tiền bằng cơm hộp rồi. Cơm hộp này là ở đâu vậy? Cái này hả? Là của một người. Lại? Tên người không? Gần đây do bắt đầu rất nhiều khách, cho nên là các tiệm cơm hộp cũng bán rất là nhiều. Là những người có tiếng làm đó. Rất là nổi tiếng mà. Con cũng rất muốn biết người đó lại. Dì cũng chưa gặp qua đâu, nghe nói thôi. Cái này, so về giá tiền thì mùi vị cũng không tệ đâu. Hình dáng cũng rất đẹp phải không? Trình độ này đúng là rất ưu tú. Nè, chỉ nên gặp mặt trực tiếp. Ủa, cô ấy có thể cùng nhau làm ăn với mình không? Để gặp mặt mới nói đi. Nhưng mà rốt cuộc lại, con rất hiếu kỳ. Alo, tôi là Ngô Du Tịnh đây. Tổ thương phẩm khai phát sao? À, dạ, nhận được cơm hộp rồi hả? Đúng, nhận được rồi. Rất là ngon đó. Đúng như tôi dự tính mà. Đúng rồi. Nhưng mà muốn gặp để nói chuyện với nhau, có liên quan về việc hộp cơm đó. Chính Quân à, cậu còn nghi ngờ cô Như Tịnh là Lý Ngân Tú nữa không? Không phải nghi ngờ, mà chính là Lý Ngân Tú. Đúng vậy, cứ cho là vậy đi. Thì sẽ như thế nào đây? Cái gì? Đã là vợ của người ta, không quan tâm cô ấy có phải là Lý Ngân Tú hay không? Chuyện đó có gì quan trọng sao? Tại sao là phải muốn biết hả? Không biết là vợ của người khác hay không thì cũng không liên quan. Vẫn còn cái tên là Lý Ngân Tú này. Không phải trên đời này không tồn tại Ngô Du Tịnh, mà là Lý Ngân Tú. Sau này có cần phải bắt đầu lại từ đầu hay không? Không phải có bắt đầu lại từ đầu hay là không, chỉ cần là tất cả trở về nguyên trạng như lúc đầu. Không biết là do nguyên nhân gì, nhưng mà Lý Ngân Tú mất đi tên của chính mình, cuộc sống và lại của 6 năm trước, nhất định sẽ tìm lại nguyên trạng như lúc đầu. Cậu hỏi qua cô ấy chưa? Muốn nhớ lại 6 năm trước không? Nếu muốn sống hạnh phúc thì phải cần từ bỏ không quan tâm. Cậu quá ích kỷ rồi. Từ nhỏ đến bây giờ cậu luôn như vậy. Chào. Lúc trước không lâu tôi thấy ở đây có dán giấy tuyển dụng, nói cần tuyển lái xe. Anh điền vào giấy tự quyền này, kèm thêm đầy đủ tài liệu đến là được rồi. Dạ. Người đó chẳng phải là La Trấn Cửu sao? Vừa rồi người đó đến đây làm gì vậy? Là cửa đó đón à? Là đến để lấy giấy tự quyền đó, là thấy quảng cáo tuyển tài xế mà. Người tự nguyện sao? Muốn vào công ty của mình à? Tại sao? Nếu như mà 30 hộp, nhiên liệu sẽ không ít đâu. Làm gì đây chứ? Nếu như đại hội đoàn kết, làm món cơm vui vẻ, làm gì sẽ tốt ha? Phải làm gì đây? Alo? Dạ, là Căn Trí sao? Ba của Tú Huy không có nhà. Sao? Là tôi hả? Alo? Anna, bây giờ Căn Trí muốn gặp trước cửa nhà mình. Em từ nhà đang ra đó. Với Căn Trí có chuyện gì không vậy? Hả? Tại sao? Vậy để em gặp mặt mới được. Em biết rồi, đừng lo lắng mà. Căn Trí à, xin anh đừng nói điều đó đâu.
cho tỉnh đấy. Cái gì? Tướng Hy, chúng tôi có chuyện sao? Ở đó là ở đâu vậy?